Như vậy là hôm nay là vua khỉ tiếp tục thu hoạch mít các bác nhé. Này chúng ta cùng ra xem sao nhé. Đấy. Được khá nhiều rồi, một số quả khá to đây. Đấy, khá to. Đấy, tiếp tục dùng hệ thống ròng rọc của một cái xô này và một cái sợi dây nhé. Cẩn thận nhá, ông vô khỉ ấy, cẩn thận nhá. An toàn, hệ thống an toàn đây. Anh xem hệ thống của ông an toàn đây mà liều vậy. Ui, giữ thang thế, cẩn thận nhá. Nguy hiểm quá. À, hôm nay ông vô khỉ này là trang bị một cái mũ bảo hiểm để an toàn thêm. Đấy. Cái mít này rất là sai này. Ở đây ngoài mít thì còn trồng thêm rất nhiều cây ăn quả như là chuối này, vải này, ổi rất nhiều ở vườn ngoài kia nha các bác nhé. Đấy. Vườn rất là rộng. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với lại cái vụ thu hoạch mít này. Cái mít này được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Để trồng mít mà có ra sai quả này nó có khó. Cũng khó để sai quả như này nhỉ. Cái mít này khá là sai quả các bác nhá. Để tìm một cây mít mà sai quả như này cũng không phải là dễ. Đây được, khá nhiều quả rồi. Đây là hái quả này để mang nó chợ bán nha các bác nhá. Một số quả không kịp hái, không để ý nó thối dưới chân này, này. Đấy, thối một số quả bị thối dưới chân này. Để xô lên không? Từ 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 từ. Đấy, hệ thống ròng rọc lại đưa lên coi nha. Đấy. Đây các bác nào mà chảy mít ở quê hay ở những cái địa thế khó có thể tham khảo cách này nhé. Đấy. Đấy, anh phải cho vào trong xô. Đấy, kéo xuống. Tận dụng cái thân cây mít để làm cái mắc vào dây vào để làm cái ròng rọc luôn. Đấy, đây là khá nhiều quả to này. Đây bán mít ở đây có bao tiền cân? Chắc hơn. 25.000. À, 25.000. Chỗ này cũng khoảng mấy yến rồi. Cái mít này ông trồng lâu chưa ông? Mấy chục năm rồi với to như này đúng không? Đấy. Đúng, hệ thống thang này khá là an toàn nhé. Đây là mít dai này. Mít dai này quả nó tương đối to nhé. Đấy. Mỗi quả nó phải một vài chục cân này. Có những cái mít nhỏ hơn gọi là mít na ấy. Đấy, và chuyển sang trèo cái cành bên ngoài xa này hơn là nguy hiểm hơn này các bác này. Đấy. Đấy, giữ như mọi người giữ là phải giữ đứng kia giữ. Đây. Sẽ ra hỗ trợ các bạn trực tiếp luôn nhé các bạn. Làm sao mà biết là quả mít là khả năng chín hay không? Đây. Đây là gì nữa được thì sẽ cầm cái dây này nhá. Đây, cái dây này kéo xuống nó được. Đây có nuôi, nhà có nuôi mấy con lợn này. Như vậy là quả đã chín rồi đấy.
kéo dây nhá, dây đầu. Rồi rồi. Kéo dây, bây giờ kéo dây nhá. Đấy, rồi rồi, xuống hãm 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 hãm. Đấy, như vậy được. À, được một quả nữa rồi nhá. Như vậy sơ qua là ngày hôm nay là thu hoạch được một số quả rồi. Và tự nhiên là bị tối đi. Tự nhiên màn hình tối đi như này nhỉ. Rồi, tiếp tục là quay trở lại, chúng ta sẽ có những quả tiếp theo. Như vậy hôm nay được 1 2 3 4 5 6 7 quả. Gần chục quả rồi. Ông cứ thả từ từ nó thả đi mà nó. Đấy, kéo lên đấy, kéo lên phanh rồi đấy, rồi, 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 rồi. Đấy. Rồi. Rồi, cuối cùng là chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé các bạn nhé. Hạ cánh bây giờ là hạ cánh. Sẽ xuống là kết thúc buổi hái lượm đây. Rồi đây là như vậy là quay lại cái khung cảnh là hái thu hoạch mít nhá ở miền núi của Vua Khỉ. Vua Khỉ tên thật là Nguyễn Trung Tuyến, hiện tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tuyên quang nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhá. Được 2 quả chín, một số quả ương các bạn. Đó.